tìm được người đi lạc nhờ camera an ninh. Ở huyện vùng sâu Đắk Lông, tỉnh Đắk Nông, địa bàn rộng, dân cư thưa, mô hình camera an ninh được triển khai tại tất cả các xã đã phát huy hiệu quả trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, đồng thời góp phần thay đổi thói quen, ý thức của người dân tuân thủ các quy định của pháp luật, nhất là khi tham gia giao thông. Trung tá Vương Văn Khoa, trưởng công an xã Đắk Song, huyện Đắk Lông, cho biết, từ nguồn xã hội hóa, xã đã lắp đặt được 11 camera an ninh tại khu vực trung tâm, các điểm nút giao thông, bến thuyền khu du lịch Tà Đùng. Hệ thống camera được kết nối trực tiếp với công an xã, ủy ban nhân dân xã, công an viên và trưởng thôn, bon để theo dõi giám sát tình hình an ninh trật tự. Camera an ninh đã góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Và từ việc trích xuất dữ liệu camera, lực lượng công an xã đã phối hợp tìm kiếm và đưa cụ ông 73 tuổi ở xã Quảng Khê bị mất trí nhớ đi lạc về nhà an toàn. Từ hiệu quả thực tế, công an xã Đắk Song đang tiếp tục nhân rộng mô hình camera an ninh đến tất cả các khu dân cư. Cũng giống như xã Đắk Song, đến nay công an xã Quảng Khê, huyện Đắk Lông đã lắp đặt được 19 camera an ninh tại các trục đường chính, khu đông dân cư. Thiếu tá Phạm Ngũ Lạng, trưởng công an xã Quảng Khê, cho biết xã đang tiếp tục huy động các nguồn lực để mắc thêm 13 camera, đáp ứng yêu cầu quản lý địa bàn trung tâm huyện. Thiếu tá Phạm Ngũ Lạng chia sẻ thêm, từ tháng 10 năm 2022, đơn vị triển khai xã hội hóa lắp đặt các camera an ninh. Từ đó đến nay trên địa bàn không xảy ra vụ việc nào liên quan đến gây rối trật tự. Các tụ điểm thanh niên thường xuyên ngồi chơi khuya ở các khu vực công cộng cũng giảm. Đáng chú ý, việc các cháu học sinh tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, chạy xe tốc độ cao, nẹt pô thì cũng không còn như trước. Hệ thống camera an ninh phát huy hiệu quả không chỉ giúp lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự mà còn góp phần thay đổi thói quen, ý thức của người dân vùng sâu Đắk Lông trong việc tuân thủ quy định pháp luật, nhất là khi tham gia giao thông. Hiệu quả rõ rệt nhất là ổn định an ninh trật tự địa phương để người dân yên tâm lao động sản xuất. Ông Trần Đình Hưng, ở thôn 1, xã Đắk Song, huyện Đắk Lông, phấn khởi cho biết, ở khu vực này, trước khi lắp camera an ninh thi thoảng xảy ra vụ mất chó. Nhưng từ lúc có cái camera an ninh tình trạng cũng đỡ hơn rất nhiều. Theo công an huyện Đắk Lông, đến nay mô hình camera an ninh đã được triển khai tại tất cả 7 xã trong huyện với hơn 100 vị trí. Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng, trưởng công an huyện Đắk Lông, cho biết với những lợi ích thiết thực, công an huyện đang tiếp tục vận động các nguồn xã hội hóa để tiếp tục lắp đặt mở rộng hệ thống camera. Chúng tôi nhận thấy rõ hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như xây dựng các mô hình, các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tuy là huyện nghèo nhưng với quyết tâm cao, công an huyện chỉ đạo công an các xã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện chủ trương xã hội hóa để thiết lập mô hình camera an ninh trên toàn huyện, Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng nói. Ở vùng sâu Đắk Lông, địa bàn rộng, dân cư thưa, mô hình camera an ninh được xem như là tai mắt của lực lượng công an, đã và đang phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời, mô hình này cũng phát huy được sức mạnh của toàn dân trong việc tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.